Hôm nay tại Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, sương mù xuất hiện dày đặc vào sáng sớm. Trời rét với nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ. Đến trưa chiều trời hứng nắng, nhiệt độ tăng lên mức từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 1, không khí lạnh tăng cường có thể gây mưa nhỏ rải rác cho các khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ vẫn dao động ở ngưỡng từ 16 đến 23 độ nhưng kèm theo mưa nên cảm giác giá rét gia tăng. Chuyên gia nhận định trong 10 ngày tới, miền Bắc có thể liên tục đón các đợt không khí lạnh tăng cường nhưng chủ yếu gây rét về đêm, trạng thái giá lạnh kèm mưa phùn sương mù kéo dài. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 24 đến 27 độ, phía Nam từ 22 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 25 đến 28 độ, phía Nam từ 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ.